em ở nhìn em khô khan lắm chị ơi. Bạn này phải khô khan mà nhìn nó phải hơi ngầu ngầu. Đó là bác sĩ gì kia vậy? À, khi mà nụ hôn đầu đời của bạn, bạn cảm giác thế nào? Phê. À, phê. Phê. Phê thì chắc phê rồi. Có rung không? Có chứ anh. Chắc chắn bác sĩ thiệt phải không? Dạ chị, để em vô lấy cái bạc. Cảm ơn em. Đừng đòi quà anh nha. À, em bạn nữ là... đâu? À, bạn nữ chưa ra. Chưa ra đúng rồi. À, em tên là Võ Bá Thạch. Nhiêu tuổi? Em 30 tuổi. 30, bạn làm nghề gì? Em là một bác sĩ. Em là bác sĩ chuyên khoa gì? À, em về tai mũi họng. Bác sĩ hả? Sao rung quá vậy? Bác sĩ mà rung quá vậy? Đây là lần đầu lên truyền hình. Có khi nào bạn rung vậy chưa? Có anh. Có hả? Trong lúc nào? Lúc mổ hả? Không có, lần đầu tiên chích người ta. Rung vậy có khi nào gãi kim không? Dạ không có. Rồi đừng có rung nha. Bây giờ bạn gái của bạn mới ra nè. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Nè chị cắt thương cho bạn. Lạ quá, lạ quá. Dạ, em có phần quà. Tặng ai? Dạ, tặng chị. Ồ, có quà nữa hả? Cảm ơn nha, thiệt chu đáo quá. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Minh Thanh. Dạ, hiện em làm một nhân viên ngân hàng. Ừ, năm nay Thanh bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 27 tuổi rồi. À, 27 tuổi mà còn trẻ quá. Hiện tại thì lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Cái thời gian em cho công việc là khá nhiều. Thì lúc rảnh rỗi là em cho bản thân với là cho gia đình. Thế tại sao không tìm được người yêu cho mình mà phải nhờ tới chương trình? Chắc duyên nợ sao á chị. Em cũng gặp được một vài người. Một vài người? Không tới được. Lý do tại sao không tới được vậy bạn? Cái người yêu đầu tiên của em á cũng đi Úc. Rồi tới cái anh tiếp theo cũng đi Úc luôn. Không biết anh bên đó có định đi Úc không? Có đi không? Có đi Úc không? Không anh ơi, em thích đi Campuchia. Rồi bây giờ hỏi em lý do tại sao em ế? Ế nói ế thì chắc không, không phải là vì ế đâu. Tại vì chắc em nghĩ là chưa tìm được người mà phù hợp. Kén chọn quá. Không, người ta nhìn em ta nói em khó thôi chứ không phải là em kén chọn. Nhưng mà một cái chàng trai ga lăng thế này lúc nào cũng có một bó hoa thế này thì anh nghĩ rằng dễ tìm bạn gái lắm chứ? Cũng có, nhưng mà quen nhau rồi lại không hợp rồi lại chia tay. Tại sao là không hợp? Em nhìn vừa cổ hủ mà nó vừa có chút hiện đại, nói chung nó hòa lẫn tùm lum đó. Là sao bạn? Vừa cổ hủ thì hiện đại là sao bạn? Ví dụ như có những cái truyền thống thì em vẫn giữ truyền thống. Ví dụ như em thích hát cải lương. Trong khi á là thích những cái hiện đại khác, là người phụ nữ em đòi hỏi nhiều cái hiện đại. Ví dụ như người đó là phải biết trang điểm, biết ăn mặc, nhưng mà vẫn giữ những cái nét truyền thống người phụ nữ Việt Nam mình. Nếu mà nhận xét về mình thì bạn thấy mình là người như thế nào? Dạ thì tính em thì rất là nhiệt tình. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Một anh chàng vui tính, lạc quan nè, có trách nhiệm gì. Anh bác sĩ ơi, anh có phải là một người vui tính không? Em thì chắc không có vui tính nhiều lắm đâu chị. Tại ai nhìn em cũng bảo là em khó khăn. Tại sao vậy? Nếu mà ai cũng nói vậy thì mình phải cải thiện chứ. Chắc cái do cái ngoại hình đó chị, cái mặt nhìn lúc nào cũng ngầu ngầu nên ta sợ hay sao á. Không biết nào mà khóc không? Có chứ anh, coi vậy chứ trong em nó nhạy cảm lắm. Nhạy cảm hả? Nhạy cảm là nhạy cảm về vấn đề gì? Thì ví dụ như em coi một phim tình cảm em cũng có thể rơi nước mắt nữa. Nhưng mà nhìn bên ngoài bạn là bạn nhìn thấy khó chịu lắm hả? Khó tính lắm hả? Ai cũng bảo nhìn em khô khan lắm chị ơi. Bạn này không phải khô khan mà nhìn nó vẻ hơi ngầu ngầu. Trời đất ơi, bác sĩ gì kỳ vậy? Nghe bạn nói bạn thích hát cải lương đúng không? Không, thích nghe thôi. Thích nghe, thích nghe phải biết biết hát chứ. Dạ cũng có chút chút. Bây giờ căng thẳng quá thôi mình hát một câu nào đó cho nó vui đi. Ha, cho chào bó tay. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Cứ bác sĩ mà ngồi rất căng thẳng thế này rung quá. Chưa gặp mặt mà rung rồi đó. Rồi bây giờ mình lên câu đi. Khoan, cái này hát cho vui thôi. Vui thôi, chủ yếu vui thôi. Em hát một câu trong Lưu Bình Dương Lễ đi. Rồi. Châu tiểu thơ ơi, lời hẹn ngày xưa nàng có nhớ? Lưu Bình tôi đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai nên nghĩa loan chẳng. Căng thẳng quá thôi. Bạn ở đây rất là căng thẳng nên như hơi rung á. Căng thẳng quá mà em sợ cái chữ Trần nó bị rớt lại đằng sau. Bây giờ tôi hỏi bạn nè, cái lần đầu tiên á, lần đầu tiên đến với tình yêu á, khi mà nụ hôn đầu đời của bạn, bạn cảm giác thế nào? Phê. Hả? Phê. Phê. Phê thì chắc phê rồi. Có rung không? Có chứ anh. Nụ hôn đầu đời lâu chưa? Lâu lắm anh, nhưng mà em yêu rất là trễ. Khi mà em lên tới đại học em mới yêu được. Và phải đại học năm thứ 5. Còn lúc trước không có yêu? Lúc trước là chỉ thích thôi nhưng mà chưa yêu. Lần đầu tiên gặp phụ nữ có rung vậy không? Có. Nói chuyện người yêu có rung vậy không? Khi mà yêu rồi thì hết anh. Không mà anh ơi, bây giờ 30 tuổi rồi là bây giờ anh đã muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Muốn chứ chưa lắm vậy. Chứ giờ muốn để tới nhiêu? Chắc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đi. Trời đất ơi,
À, vậy còn sao giống nữ như hợp quá vậy? Bạn nữ là từ xưa đến giờ mình có khi nào bị bệnh gì mà đi khám tai mũi họng chưa? Dạ không biết, sao em khỏe lắm, em mới đi bác sĩ lắm chị. Thế mình có sợ bác sĩ không? Dạ không luôn. Không hả? Mẫu người lý tưởng của bạn là ngoại hình nó như thế nào? Dạ mẫu của em đơn giản lắm chị. Chỉ cần ảnh nhìn dễ thương giống anh Nguyễn Linh, lại có đồng tiền giống chị. Trời ơi, gọi gì nữa? Nếu cao hơn em thì tốt. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m7 thôi chị. Trời ơi, vậy mà không có kén chọn đó. Điểm nào mà em không thích ở người bạn trai của mình? Đừng có lăng nhăng á chị. Bác sĩ thì chị nghĩ chắc không có lăng nhăng đâu. Rồi cái gì nữa? À, đừng có hút thuốc. Có hút thuốc không vậy bác sĩ? Dạ không, giờ em không hút thuốc. Đúng rồi, hút bên thuốc đây có chích thuốc à. Có hại cho sức khỏe. Ủa nhưng mà bạn làm trong bệnh viện và mình tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, có khi nào bạn có để ý cô bệnh nhân nữ nào chưa? Nay bệnh nhân là toàn người lớn tuổi không chị? Chứ nhỏ tuổi dám cũng để ý phải không? Dạ. Vậy bạn nữ, cái sở thích của bạn là gì? À, sở thích của em là em tập yoga. Wow, mình tập yoga được bao lâu rồi? Dạ em tập cũng lâu rồi, được 4 năm rồi chị. Tập yoga là người khỏe lắm á. Còn bạn có chơi giải trí môn gì không? Chơi bóng đá. Rồi gì nữa? Tập gym. Bạn có một cái tiêu chí gì về cái mẫu hình lý tưởng của mình không? À, cao, biết ăn mặc, vui vẻ là được rồi. Rồi cái gì không thích? À, đừng có nhỏ nhặt quá. Nói chung là phải thoải mái tí. Thoải mái là sao? Để cho bạn đi chơi thoải mái hả? Không phải anh. Cư xử với mọi người xung quanh, với gia đình của hai bên á, thoải mái tí. Ừ, nhưng mà bạn ơi, thì mình thấy là mấy người tập yoga là họ dẻo lắm đúng không? Dạ đúng rồi, dẻo lắm. Bẻ người ra sau rồi. Bạn có thể bẻ người ra đằng sau rồi bạn có thể là đưa chân lên trên rồi nhìn được không? Dạ, dạ được hết chị. Được hết hả? Để tôi qua tôi coi coi làm thử coi sao. Dạ, em chào anh. Chào bạn. Xin không? Xin. Quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn từ đó về luôn hả? Dạ được 27 năm rồi. Còn trước 27 năm là ở đâu? Dạ trong bụng mẹ. Thành ra bạn rất là bản lĩnh. Còn bạn bên kia nói chứ bác sĩ chứ em đuối lắm. Dạ. Hơi bị rung nha. Mong rằng bạn đỡ đần anh ấy giùm tôi nha. À, em cũng rung mà em giấu được. Giấu được không? Anh đây không có giấu luôn, rung ra rung mà. Không, mà từ nãy giờ là chị thấy lắm. Là em là hợp với cái mẫu người của anh bên kia đó. Ê bây giờ á, hãy từ nhìn mặt đi, xong rồi cho hai người nhìn mặt nhau nè. Trời ơi, bác sĩ đây hả? Bác sĩ. Sao không giống hả chị? Trời ơi trời, bác sĩ thiệt không hay là khai mang? Không, em có một cái quan điểm á, khi mà em bước ra khỏi bệnh viện á, em không muốn dính dáng gì thêm việc hết. Nên nhưng mà bác sĩ vậy rủi mà tôi bị tai mũi họng mà tôi vô mà tôi tính hả miệng cho người ta khám hay là gì đó mà nhìn vậy là tôi không có yên tâm mà để đeo khẩu trang mà chị. Chị đâu thấy mặt em. Nhưng mà lúc tư vấn nói chuyện với bệnh nhân thì phải mở đeo không? Luôn. Có không? Có. Người ta phải mở ra chứ, người ta mới nhìn thấy mặt nhau, người ta mới tin tưởng bác sĩ chứ, này là tôi không tin tưởng rồi đó. Sao vậy chị? Mặt em đeo này. Mà có ai nói với bạn là mặt bạn không giống bác sĩ không? Có. Ai gặp lần đầu cũng nói vậy hả? Vậy hả? Dạ. Nhưng mà chắc chắn bác sĩ thiệt phải không? Dạ chị, để em vô lấy cái bằng. Anh test rồi, trước khi vô đây có bằng rồi, nộp cái bằng luôn rồi. Dạ. Nói chung là khám tai mũi họng đó nhiều lắm rồi. Trời ơi lạ quá, sao mặc quần phải khứa rách rách như thế hả? Giống anh Nguyễn Linh quá vậy. Dạ. Đâu có rách đâu. Ừ, bữa nay ảnh chơi model Hàn Quốc. Anh thấy được rồi đấy. Cặp đôi này rất là hợp nhau. Hợp anh. Hợp. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Một bên là tập gym, một bên tập yoga ha. Hai người về tập với nhau hợp lắm á. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh có gà lăng về chưa? Có. Dạ em có quà tặng anh. Dạ em tặng Quyền Linh. Cảm ơn em. Đừng đòi quà anh nha. Chào em. Dạ. Nhà em là có khó không? Dạ qua em là được. Qua là được. Tại vì nhà anh rất là dễ. Dạ. Nên sao không được á, anh là anh quyết là nhà quyết rồi. Dạ, vậy giống em. Em gì có đại câu hỏi gì cho anh không? Dạ. Tập gym cái vô cái ưỡn người ra. Anh tập được 6 múi chưa? Lúc nào cũng 6 múi hết em. Dạ. Em làm ngân hàng, em làm bên cái gì? Dạ, em làm bên tín dụng. Rồi. Anh làm bên tay không? Khâu đòi nợ. Dạ, cái gì mà ủng hộ em. Rồi. Nhưng mà em tập yoga hả? Dạ, em tập yoga. Ừ, anh cũng dự định đi tập yoga tại vì anh hay căng thẳng. Hay mất bình tĩnh lắm nên anh nghĩ cái đó tốt với anh. Sao anh mất bình tĩnh? Anh nói là anh hay bị rung, hay bị hồi hộp. Nên anh nghĩ tập cái đó là đầm thấm lại đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa em muốn đầm thấm hả? Tinh thần anh, tinh thần của anh, thể xác anh. Muốn đầm thấm nha. Kỳ lắm à. Một tuần anh đi tập thể dục thường xuyên không? Tuần anh tập 3 ngày, một ngày chơi đá bóng. Rồi đi khám ngày nào trời? Đi khám buổi sáng chị. Bây giờ nè, em qua em khám bằng nữ coi có bị bệnh gì không? Qua kiểm tra sơ qua cái coi. Chắc em nghĩ nhìn mày thì chắc không có bệnh gì rồi. Sao biết được? Em nhìn răng là em biết là có bệnh hay không rồi. Tại sao? Tại vì răng đẹp vậy là thường không có bệnh, như là mùi miệng. Cảm ơn anh. Ủa anh có hay đi du lịch không?
Có vé du lịch là sở thích lớn nhất của anh. Mà anh thích đi dạng đi bụi thôi chứ không có đi theo một cái chương trình nào hết. Em có hợp với nghề không? Dạ sao cũng giống em quá. Anh nghĩ tính em như tính anh chắc cũng thuộc dạng hay là sống bên trong nhiều hơn bên ngoài. Đúng không? Sống bên trong là sao? Nội tâm anh. Nội tâm. Hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò. Rồi mời bác sĩ, chúng ta đặt tay vào nút bấm. 1, 2 và 3. Bác sĩ cảm nhận gì với một cô nhân viên ngân hàng dễ thương thế này? Em nghĩ là tính của anh chắc có lẽ là cũng giống giống tính em. Dạ. Đây là phù hợp. À, chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên. Hai bạn nắm tay nhau và chờ quay số may mắn. Em tên là Nguyễn Đức Trương, 28 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Trương làm công việc gì Trương? Dạ, hiện tại thì em đang làm công nhân. Tại đợt trước em cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Bao nhiêu thì, năm? 6 năm. 6 năm? Vâng, em đi 6 năm thế là bây giờ về em cũng có định hướng là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau làm kinh doanh, mở quán ăn hoặc là nhà hàng gì đấy kiểu. Tốt, một định hướng tốt đó. Mời nhà gái. Em chào chị Ngọc Lan cũng như là anh Quyền Linh và tất cả các khán giả. Em là Mỹ Kim, em đến từ Bình Dương. Hiện em đang là trưởng phòng kinh doanh của bên công ty bảo hiểm Mekong Life. Năm nay em 30 tuổi. Nữ lớn 2, trai lớn 1. Quá đẹp luôn ấy. Không sao đúng không? Đẹp. Được hả Trương ha? Không vấn đề gì ha? Con thích người lớn tuổi hơn mình. À vậy hả? Dạ, vô mặn quá. Vô mặn quá. Nhiều khi trong cuộc sống hay là trong xã hội bình thường thì nhiều khi mình còn không hiểu thì người ta sẽ chỉ về. Tư tưởng này khoái nào đó. Mình có ưu điểm, gì chưa? Em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ tính, thích ca hát với lại thích tìm tòi. Chẳng hạn như là máy móc sửa hay là nhảy hay là gì gì đấy. Chút xíu mình biểu diễn cho nhà gái biết một chút tài lẻ của mình nha. Mình có tật xấu gì không? Nói ra thì cũng nhiều lắm. Giống kiểu thích tìm tòi nhưng mà con biết một chút chút chút. Nói chung là có biết rồi. Thì con thường thường là con không có đam mê theo đuổi tiếp, theo đuổi chuyên sâu ấy. Nhưng có một cái mình phải biết hết. Đó là cái đam mê của mình, cái nghề nghiệp của mình. Mình phải biết cho tận cùng luôn. Chứ cái gì cũng chút hết là... Không phải, đấy là cuộc sống ấy chú. Tức là cuộc sống con muốn biết nhiều thứ. Mình được, biết nhiều thứ thoải mái rồi. Cho nó đa dạng phong phú mà. Nhưng mà cái nghề mình mới biết cho tận cùng nha. Đã là đam mê thì mình phải cố gắng. Đúng rồi, chứ không biết chút mà không được. Thôi, mời nhà gái. Rồi, mình nói về ưu điểm của mình nè. Ưu điểm của em thì hoạt ngôn, tự tin trước đám đông, với lại là mẫu người chăm sóc gia đình. Chị tưởng đâu ưu điểm của em là nhậu chứ chị thấy em đem bình rượu lên là chị thấy chị mệt rồi. Cái gì đó chị nhìn là chị muốn xỉn rồi đó. Gì có bình rượu nữa hả? Trời ơi, hồi nhậu không? Trời ơi, dạ, cái này cũng là ưu điểm của em. Công việc của em có liên quan tới cái này không? Dạ có, kinh doanh rượu. Kinh doanh rượu nha, là bên đây tủ lượng dữ lắm nha. Uống được không Trương? Dạ con uống dữ lắm. Coi đô con một lon lận. Mình có mấy mối tình rồi Trương? Hiện tại tính đến bây giờ thì tầm khoảng 3 mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Khoảng gần 2 năm. Gần 2 năm. Tại sao mình lại chia tay? Ở bên Đài Loan ấy, cũng có quen một người. Bọn con thì thương nhau thật lòng, thương nhau nhiều lắm. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình, rồi là khoảng cách kia địa lý ấy, phong tục tập quán gia đình người ta không muốn con lấy ở chồng xa ấy. Con cái nó khổ ấy, có chuyện gì thì người ta không giúp đỡ được nhiều, xong rồi người ta suy nghĩ nhiều ấy. Con là người hiểu chuyện ấy, con không muốn bố mẹ hay gia đình hay là bạn ấy suy nghĩ nhiều, gia đình trong nhà người ta phải lo lắng nhiều thì con không muốn. Ừ, mình rút lui. Vâng. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình cưng? Em thì 3 mối tình, nhưng mà mối tình gần đây nhất là kéo dài 5 năm và kết thúc được hơn nửa năm. Kéo dài tới 5 năm mà sao chia tay? Chắc là do quan điểm sống của hai người không có hợp nhau. Với lại cái bản chất công việc thì bạn đi cũng hơi nhiều, với lại làm hoạt động hơi nhiều, cho nên là cũng không có thời gian chăm sóc em và quan tâm cho em. Trong 5 năm là em chờ hoài vẫn không nhận được một điều mà em mong muốn. Dạ đúng rồi. Kết thúc nửa năm. Dạ, hơn rồi nửa giờ năm. Hết buồn chưa? Cũng hơi hơi. Cũng hơi hơi rồi. Dạ. Sao quen bạn mới được? Cái cơ duyên mà em đến với lại bạn muốn hẹn hò là không phải là em đăng ký, mà là em họ của em tự đau form về, xong rồi tự lấy hình em, tự ghi tất cả mọi thứ và gửi cho chương trình. Và cũng là một cái cơ duyên là ngay đúng ngày sinh nhật của em thì bên biên tập viên gọi và mời em đến casting vòng 1. Cho nên là em suy nghĩ là mình cần cho mình một cơ hội, với lại cũng khá là lớn tuổi rồi. Hồi nãy chị cũng lo lắng khi em chia sẻ là cho anh hỏi chút được không? Dạ. Người ta đăng ký giúp em ấy, chân tâm em có ý định em đến đây em kiếm một người bạn trai cho mình, một người chồng sau này không ạ? Hồi nãy người ta chia sẻ rồi đó chú ơi.
Dạ vâng, em chào chị ạ. Người ta giải thích rồi, hồi nãy chị cũng tính hỏi câu đó rồi. Nhưng mà cổ cũng có nói là cái định, cái duyên số đó là gọi cổ lên casting vòng 1 ngay đúng sinh nhật của cổ. Thì cổ nghĩ là thôi, cứ cho mình một cơ hội, mở lòng mình ra để đón nhận một cái chuyện tình cảm mới, để cuộc sống nó mới mẻ hơn, nó tươi đẹp hơn. Thật ra nếu mà tôi nhà trai, tôi cũng đặt câu hỏi, ủa cái đó là giống như ép đi với đâu cơ. Không, cổ đã nghĩ thoáng rồi, cổ đã muốn cho mình một cơ hội. Cô ấy vẫn còn suy nghĩ về cái người cũ một chút. Thôi bây giờ để mình qua mình hỏi cho nó kỹ lại. Giờ còn nhớ Nhung gì không? Cũng xui hết rồi chị. Cũng thỏa đáng hết rồi. Cho nên là em bây giờ em muốn tạo cho mình một cái cuộc sống mới. Do là trước là em sống vì người ta quá nhiều. Em bây giờ em muốn sống vì em. Cuộc sống là mình tự quyết định, chứ mình không có muốn là vì những cái tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến cái tình cảm của hai đứa. Rồi bây giờ mình muốn người yêu thế nào nè? Tiêu chí sao nè Trương? Tiêu chí của con thì đơn giản lắm. Biết chăm lo cho gia đình, hiểu chuyện, biết chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày, biết nhường nhìn khi mà chẳng hạn xảy ra những cái cuộc tranh cãi hay gì ấy. Đáng ra đàn ông là người phải biết nhường nhịn phụ nữ, nhưng mà nhiều lúc đàn ông có thể không kiềm chế được thì người phụ nữ mình phải kiềm chế lại. Cũng hợp lý. Mình là người đàn ông mình phải biết kiềm chế, rồi khi mình cố gắng kiềm chế nhiều hơn phụ nữ nữa, nhưng có lúc mình không thể kiềm chế được thì cũng mong người phụ nữ kiềm chế chút. Cái đó là nhường nhịn nhau đó. Đúng rồi. Cái này được không cưng? Dạ được. Bản chất của em thì trước kia là em khá nóng tính, nhưng mà nay là em kiềm được tầm khoảng 80%. Rồi, những cái tiêu chí bên nhà trai đưa ra thì nhà gái đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em tự tin là tầm khoảng 99% anh. Quá dữ luôn. Đúng. Số 1, tôi coi mắt nhà gái coi. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh. Dễ thương, cười rất là tươi ha. Bây giờ em muốn mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Tiêu chí của em là cao, to, thơm. Cao, to, thơm. Thôi xin lỗi, hôm nay tôi cái mũi tôi bị hư, tôi không có hửa được. Thơm không? Thơm, có sức dầu thơm, cũng có thơm. Em thích thơm mùi tự nhiên hay là thơm mùi nước hoa hay là... Cái gì tự nhiên nó cũng tốt hơn anh, nhưng mà mình lâu lâu thì nếu mà tự nhiên thì nó không tốt thì mình phải có tác động vô. Mùi của anh thì không được có thơm lắm, anh phải tác động từ bên ngoài cơ. Dạ nay có thuốc hết anh ơi, không sao hết. Bình thường có thể anh không có thơm lắm, em có thể mua tặng anh một chai nước hoa chẳng hạn. Không, cái đó mình phải tự cải thiện em ơi. Không, em thích người khác tặng hơn vậy. Sao khôn quá vậy? Sao khôn quá vậy? Người ta tặng mình xong đó là cái tình cảm người ta cho mình, người ta muốn cải thiện mình vậy. Rồi, hiểu rồi. Chẳng qua là nói không rõ ràng cho nên là rất là dễ gây hiểu lầm. Ý là cái người phụ nữ tinh tế chút xíu. Đó, tinh tế chút đúng xíu rồi, đúng đó. Tặng ta đủ sức ta mua. Đủ sức mua nhưng mà là tinh tế xíu, tinh tế. Đây không phải là em đòi hỏi. Đúng rồi. Giống như tôi giờ tôi xài dầu dừa, những cái người kế bên muốn tôi thơm thì tặng dầu thơm. Tinh tế có tặng dầu thơm hay không? Tôi xài, đang xài dầu dừa đó. Tặng cho buồn dừa về tháng dừa gì xài. Mời cô đi chỗ khác đi, xin mời coi. Nói chuyện với người gái coi. Em nghĩ thế nào về làm dâu? Như em nói ngay từ ban đầu là em là mẫu người của gia đình. Nếu làm dâu thì cũng ok, nhưng mà có thể là hợp với người này không hợp người kia. Thì em đòi hỏi là bạn nam phải có bản lĩnh để bảo vệ em. Em không thích nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Với lại không có quan tâm người mình thương. Vô tâm. Có hút thuốc không ấy ơi? Em có. Đó. Vì em anh có thể bỏ thuốc được không? Chứ không phải là trước mặt em thì không hút, mà ngoài sau em thì lén hút thì cái đó khó chấp nhận. Nếu mà anh là có ý định bỏ thuốc hay gì, anh mà quyết tâm thì anh bỏ, anh không hút lén hay sao gì. Tính đến chuyện bỏ thuốc thì điều kiện cần và đủ thì em sẽ bỏ được thôi. Vậy cái điều kiện cần và đủ đó là cái gì anh? Là cần một chất xúc tác gì để kìm lại cái đấy. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như gì? Chẳng hạn như là em đó. Tình yêu, một tình yêu cháy bỏng hay gì để em cố gắng được. Tôi tưởng không biết nói câu này là dở lắm nghe. Được mà. Tại được lên đây em hơi rung ngay tại vì... Chứ bình thường nói dữ lắm hả? Bình thường thì em cũng nói vừa thôi. Em biết là em có cái ưu điểm gì không? Mà chị rất là trân trọng điều đó. Đó là em có 6 năm em ở nước ngoài để em làm việc. Nó làm cho em có một cái sự trưởng thành rất là nhiều, cái sự tự lập rất là nhiều và bản lĩnh rất là nhiều. Nên là đối với chị rất là trân trọng những bạn mà đi hợp tác lao động như vậy. Dạ. Cảm thấy mình đủ bản lĩnh để mà mình chinh phục cô gái kế bên không? Bạn nữ cho em cơ hội em sẽ rồi. Cố gắng. Giờ mình hỏi người thân đi nè, đi với ai? Hôm nay đi với bố mẹ. Con chào cô chú. Chào anh Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi là mẹ của Trương ạ, đến từ Hà Tĩnh vào đây tìm tương lai có cô dâu ạ. Như bố mẹ thì mong muốn hai bên hai con tìm hiểu. Cô thấy cô con dâu tương lai hợp với ý mình không? Nói chuyện thì cũng đã hợp nhau đó ạ. Mong hai con cho nhau cơ hội ạ. Ở nhà mình có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không cô? Dạ cũng có. Ở nhà con biết chương trình là cũng nhờ mẹ đấy. À vậy à. Con về một tuần mà ngày nào cô
cũng mở xem thì con nghe quen luôn mà. Cảm ơn cô. Rồi em gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với lại hai người em của em với lại hai cô bạn thân. Dạ em xin chào hai anh chị MC và chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cách nói chuyện của bạn nam bên đây á thì em thấy bạn là một người vui tính, hoạt ngôn. Em nghĩ là hai bạn sẽ cân bằng được cho nhau vì Kim cũng là một người rất là vui tính, hoạt bát, hòa đồng và tự tin nữa. Em hy vọng á là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau chương trình mình có thể tiến xa hơn được với nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Mở rào. Bắt đầu đi chưa? Để đây em còn bò hả thằng? Dạ, em cảm ơn anh. Đúng, đúng. Đến đây em cũng có phần quà cũng tặng cho anh. Nhậu nè. Cái ý nghĩa mà em mang cái bình rượu xăm này đến tặng là thứ nhất đó là em muốn tìm người thử rượu. Em kinh doanh về cái mặt hàng này. Thứ hai là nếu mà hai đứa mình không có đến được với nhau thì coi như là em đã có thêm một cái khách hàng mới. Trời ơi. Chiến lược. Tính toán dữ quá ha. Vì kiếm người yêu mà không được là chắc có hai lại về xây Trung Quốc. Rồi hai bạn cảm nhận như thế nào về nhau? Trời em. Dạ. Trời em có cảm nhận gì về anh? Em thấy anh là cái người vui tính. Tuy là nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng mà cũng suy nghĩ cũng khá là trưởng thành. Ok. Cho phép gọi anh là anh nha. Dạ. Anh được xưng anh là anh nha. Dạ. Thì anh lên đây ngồi chúng cũng rung lắm. Rung với hồi hộp lắm. Trong đầu mình nhiều cái mình suy nghĩ nhưng mà kiểu rung hồi hộp mình không nghĩ được nhiều ấy. Bây giờ gặp em đây là trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong đầu anh giờ chỉ là em thôi. Thì anh cũng muốn tìm được một người yêu sau này có thể tiến tới là một người vợ cho mình, vậy là một người con dâu cho bố mẹ. Lên đây là mình cũng phải có duyên rồi. Em cho anh cơ hội để được làm quen với em. Dạ. Mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này mình cảm thấy hợp thì mình có thể tiến tới xa hơn nữa. Có thể là mình không thể cho nhau được cái cuộc sống xa hoa phú quý, nhưng mà anh nghĩ anh sẽ là một bờ vai vững chắc để cho em từ mỗi lúc mỏi mệt hay là mỗi lúc áp lực công việc. Ngon, hay. Đó, vậy đó. Rồi giờ hẹn hò sao? Người Hà Tĩnh, người trong đây hẹn hò sao nè, tính đi. Em giờ là làm việc ở đâu nhỉ? Em ở Bình Dương. Hiện tại anh cũng ở Bình Dương, ở Tân Nguyên. Anh ở Tân Nguyên, em cũng ở Tân Nguyên. Trời, ngon luôn. Hợp lý, hợp lý. Em ở Tân Nguyên, ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bạch Đằng. À, thế cũng gần. Dạ, qua cũng gần nhau. Ba mẹ em cũng mất hết rồi. Em là cũng là một cái người là khá mạnh mẽ, quẹt tẹt ra là khá đàn ông. Anh có đủ cái mạnh mẽ double hơn để mà bảo vệ cho cái người mạnh mẽ như em hay không? Anh nghĩ anh đủ sức em. À, mạnh mẽ không phải là vì cơ bắp hay không, là vì anh đây anh thể hiện sức mạnh từ đôi tay anh có thể làm được tất cả em. Tôi thấy rằng nhà tay tôi hơi bị được đó. Chị thích rồi đó. À. Nếu mà về làm dâu, giả sử trong cái cuộc sống hàng ngày á, mà em có lỡ lầm gì trong cái cách cư xử của em á, thì anh sẽ là cái người đứng ở giữa để giải hòa hay là cái người sẽ thiên về gia đình nhiều hơn? Cái vấn đề này á, đa số ở đâu rồi cũng sẽ gặp. Anh không bênh về bố mẹ hay là bênh về em. Ai đúng thì anh bênh thôi. Chẳng hạn như em đúng đi thì anh sẽ bênh em, xong rồi anh sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu. Chứ anh không phải là bênh em xong rồi anh không nói gì bố mẹ hay là gì hết. Đổi lại với em cũng vậy. Anh sẽ là người hòa giải đứng giữa. Anh muốn là cuộc sống gia đình mình sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn hơn. Anh đi xuất khẩu lao động từ 6 năm trước đi về đây thì muốn lập nghiệp, là cái dự định của anh là lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương hay là ở một nơi khác nếu mà nó có cơ hội hơn? Tính ra thì anh bây giờ anh vẫn muốn lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương thôi. Tại vì ở đấy cũng gần anh chị với lại bố mẹ, nhiều khi cũng đi vào đấy chơi nên là cũng dễ gặp mặt ấy. Thì mình có thời gian nhiều để gặp mặt gia đình hơn. Gặp em đấy chứ. Gặp em đấy chứ. Ờ, gặp em nữa. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được, mình trao đổi vấn đề đi. Khoảng định bao lâu thì em không chắc chắn là khoảng định 1 năm, 2 năm hay là mấy tháng. Tình cảm của mình đến một lúc nào đấy mình có thể là đồng cảm, hiểu nhau nhiều thì mình có thể tiến tới hôn nhân, mình suy nghĩ cái xã hơn. Nhiều khi người ta 1 năm, 2 năm, 10 năm nhưng mà người ta không hiểu nhau. Rồi người ta không thể chia sẻ, người ta cho dù tìm hiểu 10 năm rồi người ta kết hôn là người ta cũng chia tay thôi. Đối với anh thì đến cái thời gian mình cảm giác chín muồi thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Không yêu cầu về vấn đề thời gian mà yêu cầu về cảm xúc ở bên trong đúng không? Cảm xúc với là tính cách mình hòa hợp, rồi là mình có thể đối xử bao dung. Chẳng hạn như em đi,
anh có làm gì sai hay gì phật ý gì, em có thể nổi nóng nhưng mà em vẫn có xử cái bao dung trong đấy, có thể bao dung được anh. Em nghĩ đến anh xong em có thể hà hòa. Em thực chất là một người rất giỏi chịu đựng, nhưng mà cái người mà đi cùng mình trên cái đoạn đường dài phía trước á, phải là cái người mà làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất, mà đừng có để cho mình phải chịu đựng quá nhiều. Cái đấy là mình cái sự bao dung, mình sự cái cố gắng trong tình yêu. Bây giờ em trai đến nắm tay em gái đi, hai người nắm tay, hai tay luôn, nắm hai tay, nắm nhìn tay nhau, nhìn mặt nhau. Ừ, đúng rồi. Quan điểm về gia đình với con cái thì em suy nghĩ nào? Con thì trời cho nên là nếu mà mình có duyên á thì em sao cũng được. Anh thì thích tầm hai đứa, một trai một gái là vừa đẹp. Dù đẻ hết hai đứa gái thì sao? Có thể là thêm đứa thứ ba, tầm 2 đến 3 đứa là đẹp. Anh rung quá. Không, tại anh bình thường đâu. Dạ. Không rung đâu. Em nghe hơi rung. Em rung hay anh rung? Dạ anh. Anh à? Đây, cơ ở đây mà. Không, bình thường tại anh để thế này không rung đâu. Anh cảm nhận gì về em? Em được chấm được khoảng bao nhiêu điểm trước khi mà anh đến đây gặp em mà bây giờ? Cái khoản chấm điểm này thì hơi khó. Dạ. Tại vì anh đánh giá con người bằng tính cách đó. Lên đây thì anh chỉ chấm tầm 50-50 thôi. Đó là anh cũng nói thật anh. Ok. Rồi, về. Anh thấy đây là cặp đôi khá hợp. Chúng ta bổ trợ cho nhau rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn gái đang sống một mình ở Bình Dương, đang kinh doanh. Bạn trai thì đang làm công nhân. Tại sao mình không hỗ trợ cùng bạn gái để phát triển cái thương hiệu cùng với bạn gái? Đây là con người bản lĩnh. Đây con người cũng bản lĩnh, hai người cũng có nghị lực sống. Bây giờ các bạn suy nghĩ cho kỹ. Bấm hay không là quyền các bạn. 1 2 3. Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Đang tay vô cho nó tình cảm nào. Đó, sắp sửa mình có dâu rồi nha. Hôn nhẹ lên má cô gái cái đi. Cái này à? Cho anh xin phép anh ôm em cả đêm. Dạ, ôm thôi chứ. Người ta ngại mà. Khoan, để Nguyên ôm Nguyên coi có cái mùi coi sao. Cái hửi cái mùi coi sao. Cái mùi sao? Dạ, như giới thiệu. Như giới thiệu hả? Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha. Giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lấy chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Nhân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Hoàng Anh, dạ. Ở Bến Tre nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 27 tuổi. 27 tuổi ở Bến Tre làm nghề xây dựng mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Tại Bến Tre, thành phố Bến Tre luôn. Dạ dạ. Tại Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ con làm ở quận 7. Ở quận 7, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thành phố Hồ Chí Minh. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người, hay quan tâm, con thích quan tâm người khác. Dạ con thích chăm sóc người khác, những người mà con yêu quý á. Dạ và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng rạch ròi. Tức là khi mà nếu như bắt đầu quen thì phải có bắt đầu. Khi mà kết thúc chia tay thì phải có kết thúc rõ ràng. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26. 26 tuổi rồi. Dạ. Con khuyết điểm gì không con? Con dạ. Có khuyết điểm gì không chú Linh? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ. Với lại con hiện tại thì con lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi mời em trai. Con nói được cho đàn gái biết được là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là con biết nấu ăn. Con chơi được nhiều môn thể thao. Con trai nấu ăn luôn á hả? Dạ. Nấu mấy món? Dạ cũng trải qua thời sinh viên cũng luyện cũng được. À nấu vài món đúng không? Dạ. Rồi thể thao rồi gì nữa? Con hòa đồng. Con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Giấu cái cảm xúc bản thân nha. Dạ. Ơi, con có mấy mối tình rồi? Dạ con thì trải qua được 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ chia tay hồi năm 2017 ạ. À, 4 năm, gần 4 năm rồi. Dạ. 3 năm mấy rồi. Dạ. Con mấy mối tình? Dạ con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. 2 năm rồi? Dạ. Và 2 năm nay là ăn ở không? Không có mối tình nào hết? Dạ, cũng có tìm hiểu vài mối nhưng mà cảm thấy không hợp. Không hợp hả? Dạ.
Bây giờ bên kia chia tay vì không hợp, bên đây chia tay vì gì con? Con vì áp lực nhà bạn gái ạ. Áp lực nhà bạn gái? Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm ba chị em, hai anh cũng làm ngành xây dựng, mà hai anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của hai anh đúng không? Dạ dạ. Rồi vậy là hiểu ha. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Mời nhà gái cho chúng tôi biết. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con. Dạ, mẫu người của con thì chín chắn, điềm đạm, có trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ, và phải quan tâm cảm xúc của đối phương. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là những nhà có không? Nhà thì càng tốt à. Có nhà càng tốt, mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á, là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Dạ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp. Dạ thôi, đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy là làm biến dữ hả con? Dạ làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì bạn bên đó có làm ở dưới Bến Tre luôn. Dạ cái đó thì con không ngại, nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Vậy đó hả, con không ngại. Thực ra là yêu nhau thì cỡ nào cũng cũng được hết trơn á con ha. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Không đơn, không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Có bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Đúng không trai? Ủa cái đó là bạn đó là xây dựng, là bạn đi xây nhà cho người ta mà Linh hả? Thì xây nhà cho người ta thì muốn xây cho mình thì xây thôi. Mình cố gắng làm sao mà mình nhận nhà ở Sài Gòn nhiều một chút. Dễ mà, không có khó đâu. Quan trọng là hai đứa cố gắng, rồi từ từ sẽ có. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép. Lễ phép. Có cá tính riêng một chút. Cá tính, rồi gì nữa? Với lại dịu dàng. Dịu dàng, cá tính mà dịu dàng hả? Rồi gì nữa? Dạ hết. Hết. Tên, tên. Dạ con chào chú. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Chú chỉ biết nói là xinh quá. Chú Quyền Linh tỉnh ngủ luôn. Chú nhìn con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ con làm văn phòng. Ơi. Bé này hồi giống một cái người mà y chang như một cô gái. Cái gì Miu cái gì quên rồi. Miu Lê hả? Không phải, xưa hồi cái thời của Linh với Tuấn Anh á. Giáng My hả? Không, xinh ai? Lắm. Quên tên hả? Quên rồi hả? Nói chung là mặt con rất là xinh luôn. Xinh dạ đó. Con cảm ơn chú. Xinh lắm á. Con làm văn phòng con làm gì con? Đẹp luôn. Ai nói đẹp, phọt ta đẹp. Có nến. Phọt. Nến. Con đừng để mập nha con. Cô nói cho con nghe, có những cái thời khắc, thời điểm mình phải mập mình mới có của nã, mình mới có được sự nghiệp, con hiểu chưa? Dạ. Mình mới đủ sức để mình bồng con, bồng cháu, con hiểu chưa? Trời ơi. Gái xinh quá trời đất luôn. Bên đây đàn trai cũng hot boy đó. Nào mời nhà gái. Đấy trời ơi. Chào cô. Hello. Trai đẹp trai chứ bộ, giỡn à. Đúng rồi. Trai tài gái sắc. Đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Được không? Hôm nay nhà gái cô hơi bị chảnh đó nha. Cô nói cho con biết. Rồi. Đàn trai cũng chịu lép không sao. Thì bây giờ để tôi hỏi nè. Hỏi đi. Nghe nè. Dạ. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của con thì con có đặt nặng vấn đề về nhan sắc hay không? Dạ, dạ. Con thích người phụ nữ lễ ngoài phép, những cái mà chất hồi nãy là con nói về nội dung bên trong rồi, nhưng bây giờ cô đừng hỏi về cái ngoại hình, con có đặt nặng về nhan sắc không? Nãy giờ mình khen quá nó biết hết trơn rồi đặt nặng gì nữa. Không, càng đẹp không, càng có, tốt có, đàn ông có mà nhiều khi, cần gì đặt miễn đẹp là được rồi. Ủa Thảo là nó ở quê nó ở đâu vậy? Vợ Linh nó là quê ở đâu? Quảng Ngãi ha? Quy Nhơn. Quy Nhơn là có gần Quảng Ngãi không con? Cũng gần, dạ, gần đó. 4 tiếng à. 4 giáp tiếng ranh luôn đó. Dạ đi xe đò 4 tiếng. Giáp ranh. Bình Định. Đó là Tam Quan xứ Dừa đó. À dạ. Dạ vậy đi. Con gái miền Trung công nhận đẹp thiệt. Đẹp, đẹp rất mà. Là đẹp luôn. Miền Trung thật thà chú. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Thì người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Được không? Dạ, được. Nói chung là cả nội dung lẫn hình thức là quá chuẩn luôn đúng không? Trời ơi, nhìn một cái sơ mi đen và một cái sơ mi trắng. Ôi. Trời ơi sao mà hai hot boy chứ bộ. Hai hot boy.
Có điều có cái bông hồng hơi bị bớ. Sao lại có bông hồng ở đây vậy? Linh, Linh thay đổi gu thẩm mỹ từ lúc nào vậy? Cho nó dịu dàng chút. Lần đầu tiên tôi thấy Linh mặc một cái áo mà có thiêu bông hồng á. Điểm nhấn đó. Cũng dễ thương, cũng điểm hay. Điểm nhấn của đàn ông là bông hồng. Rồi, thôi bây giờ vậy. À, hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với sếp của con ạ. Sếp? Không dạ. Có gia đình hả? Dạ. Không có cha mẹ hay là dạ, cha anh mẹ chị em con gì? Hôm nay sắp xếp công việc không được. Không được phải không? Dạ. Có sếp được rồi. Tại vì, không, tưởng là có mẹ để mẹ coi cái mẹ mẹ có một cái cảm nhận về cái người con gái bên đây. Tại vì nếu như Vân mà đứng ở vai trò của người mẹ ngồi ở dưới ngày hôm nay, Vân cũng sẽ cảm thấy rất là đã. Vì ít đầu tiên đã là cái cô con dâu này quá là xinh xắn. Thực sự từng nét một luôn. Cưng quá à. Đâu sếp ơi, mời sếp, sếp ơi. Dạ, chào sếp. Sếp thay mẹ với ba của bạn cho cái cảm nhận về cô gái này đi sếp. Dạ, em xin chào. Cho cái mi kìa. Nói cho anh nói thử. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái, dạ, chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Thì nói thêm về Hoàng Anh á, thì trong công ty á, Hoàng Anh tính tình rất là vui vẻ, hòa đồng và rất là dễ thương. Nên là các anh chị trong cơ quan đều là yêu mến, quý mến. Về năng lực công tác thì rất là tốt và có làm việc là có tinh thần trách nhiệm. Về thể thao thì Hoàng Anh có một cái năng khiếu là bóng đá rất là giỏi. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là xinh. Đổ ngay và liền đúng đổ bạc 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 đó. Dạ. Thật sự là em gái đây nhìn thì tính là cũng là hiền. Nhưng mà cũng em nghĩ cũng rất là bản lĩnh. Ở đây thì theo mà vị trí mà anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Nếu mà cứ tìm hiểu đi, anh nghĩ là có thể là biết đâu là hai đứa tâm đầu ý hợp á, thì sẽ tiến xa hơn. Anh thì ở đây anh mong muốn là hai đứa sẽ có một cái kết thúc tuyệt đẹp, là rất là tuyệt vời. Đó, là xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Bạn đại học? Dạ, bạn đại học. Các bạn có ai cần Linh hay ngồi không? Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, con là bạn đại học của Huyên và hiện tại con cũng đang sống với Huyên luôn. Thì Huyên rất là độ tính, rất là ngoan hiền và đặc biệt rất là hiếu thảo với gia đình. Thì em con thấy là anh bên này rất là được luôn á Huyên. Nhìn anh rất là điềm đạm, trầm tính, điềm đạm nhưng mà cũng rất là chững chạc. Đẹp trai không? Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Anh ấy xoái ca ha, dạ, xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ của mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Chưa lưng hay mặc sơ mi trắng quần jean. Dạ, nếu mà con thì chắc chắn là con sẽ bấm nút luôn. À. Dạ, thì con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút, trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi ạ. Dạ. Hay quá. Vậy mà chú không nhớ nha. À, vậy là tụi con thành đôi rồi hả? Dạ. Rồi, chúc mừng con nha. Tức là nãy Linh cũng có trong tiềm thức cho nên là Linh mới hỏi là có cần ngồi đây không? Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Ủa là con ở tập nào vậy con? Dạ, con ở tập 482 ạ. 452 hả? 482 ạ. 482 hả? Dạ. Là lúc đó là chưa có cô phải không? Dạ đúng rồi, lúc đúng đó rồi, là cô. Là cô nhận ra ngay. Có chú là chú cũng khác chưa nhận ra ngay. Chú làm nhiều quá. Dạ. Nhiều quá rồi chú không nhớ nổi. 482 nha. Dạ. Rồi, thôi chúc mừng con nha. Hy vọng là hôm nay các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Rồi, hai đứa chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, chú nghe nói chú mừng lắm á. Rồi, chú làm mai mà nghe nói là thành đô chú mừng lắm. Ha. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Mở rào. Bắt đầu nha anh trai. Dạ. Nhớ như cặp 482 nha. Bắt đầu đi. Em chào anh. Em chào em. Quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Đứng nó mở quà luôn nha hai đứa. Đúng rồi. Đưa bông đây, đưa bông cô giữ giùm.
Rồi, mở quà nói ý nghĩa của quà coi. Ôi, anh cũng đang phát đâu. Quà. Rồi, ôm luôn. Che cái bụng. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Cảm ơn. Quà anh tặng em là giống như kẹo dừa. Kẹo dừa. Dạ. Bó em... mà bi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Nãy mới nói thích ăn kẹo dừa đúng không? Dạ. Cầu được ước thấy, ghê thiệt chứ. Rồi, dạ. Nói nghe nè cưng, ý nghĩa bó bông này là gì vậy? Dạ, tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, tức là tên, nó là dạ, cái tên riêng của gọi. Con ở nhà. Dạ, đúng không? Dạ. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Nhận, ok, phải nhận thôi. Cảm ơn. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Rồi, bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Dạ, anh thấy em trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh. Dạ, em cảm ơn. Rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Em thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bọn sơ mi trắng cho nên em cũng rất là thích. Anh cảm ơn. Dạ. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì anh lên đây làm sao? Hẹn hò thì thí dụ như hẹn hò thì làm sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. Từ Bến Tre lên Sài Gòn là bao lâu anh ha? Gần lắm, em đi qua hết cao tốc Trung Lương khoảng 1 tiếng rưỡi là đến rồi. Dạ. Thì còn em ngoài thời gian đi làm xong thời rảnh rỗi em hay thường làm những công việc gì? Dạ, bình thường thì sau giờ làm thì em hay đi tập thể thao. Xong rồi, dạ, xong rồi em đi về thôi. Còn rảnh rỗi cuối tuần thì em hay đi với bạn bè cà phê này kia, dạ. Rồi tụ tập lại đi ăn uống gì đó. Em có muốn hỏi anh gì nữa không? Quan điểm tình yêu về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Quan điểm anh nghĩ là nên là niềm tin đó. Ừ. Hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua được. Anh là anh có còn cái gì yếu tố gì trong tình yêu nữa không á? Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Dạ. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng. Như là khi mà quen nhau á, thì phải có bắt đầu với có kết thúc chứ không có im lặng. Dạ. Giống như là quen nhau thì tỏ tình. Còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Với lại em cũng quan trọng sự chung thủy. Dạ. Với lại phải... cảm xúc của đối phương á anh thì mình phải hiểu như là tức là mình cảm nhận về nhau hơn á, như là bên đối phương chưa nói thì mình có thể hiểu. Dạ. em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Dạ. Dạ, bình nói thường được rồi con ơi. Dạ, gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được. Không, vậy là do con hả cô? Anh còn gì muốn hỏi không ạ? Em còn gì muốn hỏi anh không á? Trời ơi. Nãy giờ em hỏi anh không á? Thôi thì chú hỏi giùm cho. Dạ. Hai đứa sắp tới hẹn hò ở đâu? Mượn nhà dạ, chú Quyền Linh á, quận 7 á. Mượn nhà của ông Quyền Linh á. Từ đó con dậy con phóng lên trường dạ, ở Sài Gòn chú. Dạ con sắp xếp công việc con lên ạ. Nói với bạn gái đi, theo lần đầu tiên giờ mình hẹn hò ở đâu rồi? Hẹn Bến Tre, hẹn đâu đó, bàn trước đi. Để anh lên. Mình có thể thời gian đi chơi với nhau. Dạ. Nhưng mà trong tuần thì em có thời gian rảnh của em là em rảnh 6 giờ làm anh. Dạ, em làm giờ hành chính. Anh dạ. Có hay lên Sài Gòn chơi không? Bình thường hay cuối tuần anh bạn bè anh ở Sài Gòn nhiều anh cũng lên, với lại đường đi nó rất là dễ. Dạ. Hỏi xem chừng nào nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được? Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm cưới được cao rồi. Qua là bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ.
khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh, với lại tùy vào cái tình cảm của mình tiến triển như thế nào. Thí dụ như tiến triển tốt thì mình có thể sớm, còn nếu như mà mình cần thời gian nhiều hơn với lại cái thời gian mình gặp ít hơn á thì mình sẽ, mình cái thời gian mà mình tìm hiểu nó sẽ mất thời gian hơn. Vậy là khoảng bao lâu phải cho dạ. nó biết cái khoảng thời gian? Dạ nếu được thì sang năm, cỡ từ sang năm đi là được à, tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi, để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ anh có tật xấu gì không? Anh làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ ít nữ, nên nam nhiều thì rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. À mà quán nhậu giống như quán cà phê. Dạ. Ồ vậy anh nhậu, anh có hay nhậu không anh? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, giao lưu hỏi đi, cái đô uống... của anh là bao nhiêu? Đúng rồi. Bao nhiêu lon? Giao lưu là uống hết vài lon, uống hết lưu. Dạ đô của anh bao nhiêu vậy anh? Đô của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đô nó ăn lưu quá. Nói đi, cỡ gì? Giao lưu mà. Mai mốt cũng bị lòi ra, nói thường trước là... cho người ta biết. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu à. Rồi. Một đầu trong tình yêu của em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉn đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chú. Hiểu sơ sơ, tinh thần sơ, sơ dạ. Nhưng mà vậy ví dụ vậy là bao nhiêu lon? Con uống nhiêu lon? Không có xỉn mà uống lon cái gì? Bất tử chừng cô. Nào tàn tiệc về cô. Không xỉn luôn á hả? Không, cô về xỉn dữ lắm. Trời ơi. Trong xã giao giới giang hồ tôi gọi giao lưu là uống cả lưu không xỉn đó. Trời ơi, bất tử mà. Bất tử trên bàn nhậu. Ừ. Trời ơi, con lần đầu tiên con gặp trai Bến Tre con thấy thú vị không? Dạ con nghe nói trai Bến Tre nó có rượu dừa. Dạ. Là hình như là dân Bến Tre là uống ghê lắm á cô. Con nghe uống nói ghê vậy. Ghê lắm phải không? Không có đâu con, cái đó sai rồi đó. Uống vậy vừa hả? Vừa không ghê lắm. Dân ở đâu có người uống ghê, người uống không ghê. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à, là anh uống mà im lặng anh uống hả? À, uống trong mắt cười là hiểu rồi đó. Trời ơi, còn thuốc anh chịu có được hút không thuốc. Nhưng mà về phía con thì con đồng ý cái đó không, sau này khi con yêu rồi thì con có đồng ý cho bạn theo cái kiểu như vậy nữa hay không? Dạ thí dụ như nhậu mà về công việc, tính chất công việc thì con không có ý kiến à, với lại xã giao. Con nói xã giao không phải giao lưu à. Xã giao bạn bè lâu lâu gặp á thì xã giao là uống bằng gáo, còn giao lưu là uống dạ. bằng lưu. Cái nào không, bây giờ con đừng có nước đôi nha, con muốn hay không muốn là con phải nói. Dạ. Nhưng mà nhậu bất tử kiểu này cô thấy cũng mới có 28 với lại dạ, cũng 27 không cô. 27 dạ. Đó mà uống cỡ này thì cái đô càng ngày sẽ càng lên, mà lúc tới lúc mà ổng 37 hay 47 57 là coi như xong hàng. Xong phải... hàng là xong hàng là cái đô con cao hơn nữa đó, là uống lu giống như chú Linh nói là uống một lu luôn á. Đó không? Dạ đó, con nói với anh đi. Thì nếu như mà anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. À. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản hù vậy đó. À, nói chung á, nó còn trẻ với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ dạ. nếu có gia đình chắc không đến nổi vậy con hả? Dạ. Đúng không? Có đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Tại vì cô làm vợ chồng son cô biết có nhiều cặp. Đúng rồi. Mong mà không được đó là tại vì nhậu uống rượu với lại hút thuốc nhiều quá. Vô sinh đúng không? Đó, đúng rồi. Ừ. Phải con không có hút thuốc. Ừ, nhưng mà uống cũng dạ. sao? Thì đó cũng có thể. Ai nó còn đúng trẻ mà nè. Bây giờ bớt bây giờ hỏi đi, bên đây có tật xấu gì không? Con phải hỏi, bên đây ta hỏi rồi tới con phải hỏi bên đây có tật xấu gì không? Em thì nhược điểm của em là dạ, em có nói là em hay quên á. À. Hay quên như là dạ, não cá vàng. Tự nhận bạn là não cá vàng. Dạ giống như đang làm cái này cái xong quay qua làm cái kia con lại quên, con hay quên mất. Là quên là con vừa mới làm cái việc vừa rồi đúng không? Dạ hoặc là con nhớ là tí hồi con định ra làm cái gì kia cái xong cái con hồi cái quay con ra đó rồi cái con lại quên con định làm cái gì. À, đó. Vì ta chưa dạ. có gia đình, ta chưa tập trung thôi. Khi mà dạ. có gia đình rồi tập trung 100%, không có quên đến mức gì đâu, không có lo. Bây giờ là gì? Bây giờ là đây là bạn gái rất là xinh. Có ghen không? Con thì con
Nếu mà sau khi tiếp xúc thì thấy bạn là người chín chắn, cái nào chín chắn, chín chắn ghen là chuyện khác. Đẹp vậy, có bồ đẹp gì ghen không con? Dạ chắc chắn là, tức là con đi con chở ghen đi. Đúng rồi ạ. Con chở đi là người ta nhìn dữ lắm. Thiệt luôn á. Con mà hốt về Bến Tre là còn nhiều người nhìn nữa, đúng không? Vậy em về Bến Tre chơi không? Dạ. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à. Em cũng muốn đi thử một lần cho có biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Chà, mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy nè. Ừ, dạ. Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lần. Rút lại. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đậu. Đâu 4 người đậu được. Ngồi hết ra dưới luôn á. Nha. Không có tưởng được con mình phải dự gọi là tính trước chứ. À bây giờ này hai đứa ca hát cái đi, ca hát cái đi hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát nhau luôn nghe coi. Hát hát tặng anh bài đi con. Dạ. Đứng lên, nắm tay bạn gái cho cái... Đúng rồi, nắm tay hai đứa nắm tay hai cái tay đâu. Hai. Dạ nắm tay với bắt tay. Hai cái tay kia luôn, nắm tay kia hai tay luôn vậy nè, đó nhìn mắt rồi, đối đó. Diện. Rồi đó, hai đứa muốn nói gì nói, muốn hát gì hát đi. Hai cứ vậy nha. Chú hai ngày nay con cái gì? Có khách, giọng con hơi bị khó cho con qua để này khó được. Khó. Coi như là con nhậu bất tử đi. Dạ, giọng con khó thiệt chú. Con kệ nó. Quyên hát trước đi. Uống rượu không say ta nào hay. Dạ. Vậy con xin hát một đoạn trong cái bài này con thấy nó hơi có trên TikTok á. Cái bài này bài tiếng Nhật à. Kimi no con hát lại. À, lại đi không sao con. Dạ. Dạ. Vậy anh thuộc không anh? À biết ạ. Kimi no ta. Kimi no ta. Dạ. Cho qua luôn được không? Bài của Nhật hay gì? Dạ bài tiếng Nhật. Sao? Tiếp thử đi, giờ thử giọng đi con. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzu suru no motto. À, con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại câu thôi, con đáp lại câu. Ai đứng như bóng dừa đó, tóc dài bay trong gió đó. Có phải người còn con gái Bến Tre gì đó? Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế em. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Gì kỳ vậy? Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Được quyền mà, con được quyền mà. Ừ nắm đi. Con nắm sai cảm giác sao con nói với bà em nghe đi. Đừng có buông tay ra, nắm cố gắng nắm rồi. Cảm xúc coi hiện con giờ là sao. Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao. Nói đi cho bạn nó biết đi. Dạ, đã chú. Nói với Quyền. Nói với đó. Bạn đó chứ đã, nói với tụi chi. Nói với cái ông kia làm gì. Tay em mịn mịn. Dạ. Em thấy mình. Em sao nói đi. Anh thấy em. Ồ, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ. Hồi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Rồi nói hôm nào nếu được á, anh sẽ mời em về nhà anh, rồi nói chuyện với ba má anh, rồi ba má em thử coi. Thì khi nào mà em cuối tuần em sắp xếp thời gian rảnh á. Dạ. Anh mời em về Bến Tre chơi nha. Dạ. Anh lên đưa em về đúng không anh? Ok. Dạ. Ok, rồi. Bây giờ về coi nút miết sao rồi bấm cái bật cái đi. Về đây. Nè, ngồi xuống nha. Đây, đó là câu chuyện từ nãy giờ các bạn chia sẻ với nhau. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay nút bấm đi. Đó. Đi kiếm hai đứa không còn biết nút chỗ nào nữa đây. Trời đất ơi thiệt á. Nó xa quá cô. Con ngồi xích vô xíu. Hai bạn hướng về phía trước. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa, thôi dạ, con bấm luôn tại đi. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, pháp luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, đúng quá sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Cái nó cứng cứng để vô đã. Hả? Giờ trong bồng con thấy sao?
Nói hồi nãy còn xỉu quá chứ. Xỉu luôn hả? Thôi dữ quá. Thôi được quá. Bây giờ đó, chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Giờ mới là nắm kiểu gì vậy? Hả? Nắm gì được rồi chú? Nắm kỳ cục. Vậy nè con. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Mà em quay sắt mà giá cuốc thì kia. Con phải đổ bê tông liền. À, bây giờ là con. Không? Dạ đổ bê tông. Đổ nha. Đó, đổ bê tông liền. Được không? Dạ được. Thích không? Dạ thích. Xỉu không? Dạ hết xỉu rồi. Bây giờ là quên nữa. Bây giờ là nhà bạn gái đang theo dõi ở trên truyền hình á. Nhà bạn trai cũng đang theo dõi. Đúng rồi, luôn nhà bạn đó. Trai cũng theo dõi. Rồi đây có sếp, có bạn bè, mọi người nha. Cái này mình nói để về cho vui thôi. Thực sự các bạn bấm nút là các bạn đã trao một chút duyên cho nhau. Và chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Rồi con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Con nói trước. Con nói trước chứ ai nói. Hay là để chú nói trước cho. Nhìn vô cái máy kìa. Con tưởng tượng ba mẹ đó, đang ngồi coi. À, thưa hai bác ha, gia đình hai bên nó coi như người ta đang coi truyền hình. Thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Khoe đi, khoe ba mẹ ơi con có bạn gái rồi. Đi khoe chứ, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi con có bạn gái rồi. Quyên muốn nói gì không Quyên? Vậy sếp, sao không dạ. Kỹ nó dài bài hả sếp? Đối luôn hả sếp? Con nói gì không? Con nói gì với ba mẹ? Nè, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay do dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là... con xin giới thiệu với mẹ, đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. À, con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre à. Dạ con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp à. Dạ con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên. Xin phép bạn gái đi, nói anh hôn đôi gò má. Có thể hôn không nhẹ em cái được. Hôn cùng. Hôn đi con. Thầy cái này nó hết ngay đây mẹ, là không có đúng luật. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Hôn cho đúng luật. Vậy được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con anh cố tình nữa. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm tiếng âm mưu quá cô. Tại con quay qua ngay với nó. Bây giờ cho phép con làm lại đó. Nghi nó bỏ sếp và lên kiếm công ty xây dựng khác trên đây quá. Chuyển luôn quá. Rồi thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ để quyết định chính xác.